Cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu năm nay đang dần khởi động với những cái tên quen thuộc nhưng không kém phần nổi bật. Erling Haaland của Manchester City, Robert Lewandowski của Barcelona và Mason Greenwood của Marseille đang dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại các giải đấu hàng đầu châu lục. Mỗi người đều sở hữu những câu chuyện đầy cảm hứng và hành trình riêng biệt, nhưng đều có chung một mục tiêu, khẳng định mình là tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Haaland với sự lạnh lùng và khả năng săn bàn khủng khiếp đang thách thức mọi giới hạn khi ghi bàn không ngừng nghỉ. Lewandowski mặc dù đã bước sang tuổi 35 vẫn chứng minh được bản lĩnh và đẳng cấp của mình trong màu áo Barcelona. Còn Greenwood, người từng bị chấn thương và scandal bủa vây, đang hồi sinh mạnh mẽ tại Ligue 1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Ba cái tên, ba phong cách khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung, trở thành vua phá lưới của châu Âu. Haaland, mỗi tuần lại thêm một cú hat-trick nữa cho quái vật ghi bàn Erling Haaland của Manchester City. Lần này anh đã giúp đội bóng của Pep Guardiola duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Premier League với chiến thắng 3-1 trước West Ham United vào hôm thứ Bảy. Haaland sau cú hat-trick trên sân nhà trước Ipswich Town tuần trước lại tiếp tục hành hạ các hàng thủ khi ghi hai bàn trong hiệp 1 và thêm một bàn nữa trong hiệp 2 tại sân London Stadium, đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng. Với phong độ không thể ngăn cản, Haaland đã có tổng cộng 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu mùa này, nhiều hơn cả số bàn thắng mà nhiều đội bóng khác có được. Tổng số bàn thắng của Haaland ở Premier League kể từ khi gia nhập Man City giờ đã lên tới 69 bàn sau 70 trận, một con số không tưởng. Pep Guardiola, huấn luyện viên của Man City đã không ngừng ca ngợi tài năng của Haaland sau trận đấu. Từ khi bắt đầu, cậu ấy đã là một điều gì đó thật phi thường. Bàn thắng thứ hai, thậm chí cả bàn đầu tiên đều là những khoảnh khắc độc đáo. Với tâm lý như thế, cậu ấy có thể làm mọi thứ. Những con số với tuổi trẻ và số trận cậu ấy đã chơi thật đáng kinh ngạc. Hãy để cậu ấy làm điều mình muốn. Haaland mở tỷ số chỉ sau 10 phút, sau khi Lucas Paqueta để mất bóng và Bernardo Silva tung đường truyền tuyệt hảo cho tiền đạo người Na Uy, người không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Alphonse Areola của West Ham. Man City sau đó đã có những cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt, nhưng phải đến phút 19, West Ham bất ngờ gỡ hòa nhờ một pha phản lưới nhà của Ruben Dias sau cú căng ngang của Jarrod Bowen. Tuy nhiên, niềm vui của West Ham chỉ kéo dài trong 10 phút trước khi Haaland một lần nữa đưa Man City vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm uy lực. Kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt giữa Jack Grealish, Mateo Kovacic và Rico Lewis. Dù chỉ chạm bóng 6 lần trong hiệp 1, Haaland đã chuyển hóa 2 trong số đó thành bàn thắng, cho thấy hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của mình. Hiệp 2 chứng kiến West Ham nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những cố gắng của họ chỉ đưa bóng dội sà ngang trước khi Haaland hoàn tất cú hat-trick bằng một pha lốp bóng tinh tế, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho Man City. Nghi vấn về việc Erling Haaland có thể vượt qua kỷ lục 100 bàn nhanh nhất trong màu áo câu lạc bộ của Cristiano Ronaldo đang trở thành đề tài nóng hổi trong giới bóng đá. Cristiano Ronaldo đạt mốc 100 bàn thắng sau 105 trận đấu khoác áo Real Madrid, một kỷ lục đã tồn tại và được xem là vô cùng khó phá vỡ. Tuy nhiên, với phong độ hủy diệt hiện tại của Haaland, anh đã ghi 70 bàn chỉ sau 69 trận cho Man City. Khả năng này không còn là điều không tưởng nữa. Haaland đang ghi bàn với tốc độ mà thế giới chưa từng chứng kiến. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, việc anh vượt qua kỷ lục của Ronaldo chỉ là vấn đề thời gian. Liệu Haaland có thể làm được điều này không? Thời gian sẽ trả lời, nhưng chắc chắn anh đang trên con đường đầy hứa hẹn để chinh phục mọi giới hạn. Người ta đã bàn tán rất nhiều về việc Kylian Mbappe hay hơn Erling Haaland trong mùa giải trước. Nhưng thực tế, việc chơi ở vị trí tiền đạo cắm khó khăn hơn rất nhiều so với việc thi đấu ở cánh. Mbappe, với tốc độ và kỹ thuật vượt trội, đã có thể tự do di chuyển và khai thác khoảng trống từ cánh. Nhưng khi chuyển sang vị trí trung phong, nơi mọi đường truyền và áp lực đều tập trung vào, anh đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Điều này chỉ càng làm nổi bật sự đặc biệt của Haaland. Trong khi Mbappe gặp khó khăn với vai trò mới, Haaland vẫn tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp đỉnh cao của mình ở vị trí tiền đạo cắm. Ghi bàn với tần suất đáng kinh ngạc và chứng minh rằng anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Lewandowski. Kylian Mbappe đến với Real Madrid là một sự kiện gây xôn xao trong làng bóng đá, nhưng liệu anh có thể trở thành tiền đạo cắm số 1 của La Liga hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn. Bởi lẽ, còn đó Robert Lewandowski, một biểu tượng vẫn đang sừng sững như một thế lực không thể xem nhẹ. Nhiều người có thể quên rằng Robert Lewandowski hay nhất trong sự nghiệp của mình là khi anh được Hansi Flick dẫn dắt, chứ không phải dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola hay bất kỳ huấn luyện viên nào khác. Dưới tay của Flick tại Bayern Munich, Lewandowski đã ghi tới 98 bàn thắng chỉ trong 2 mùa giải từ 2019 đến 2021, bao gồm kỷ lục 41 bàn thắng trong mùa Bundesliga 2020-2021, vượt qua thành tích tồn tại gần nửa thế kỷ của Gerd Müller. Chính sự dẫn dắt tài tình của Flick đã giúp Lewandowski phát huy hết tiềm năng của mình, biến anh thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Mùa giải này, khi tưởng chừng Lewandowski sẽ phải rời Barcelona để giải quyết vấn đề tài chính của đội bóng, thì anh đã ở lại và chứng minh rằng quyết định đó hoàn toàn đúng đắn. Chỉ sau 4 trận đầu tiên của La Liga mùa giải 2024-2025, tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 4 bàn thắng, giúp Barcelona vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Trong trận đấu gần đây nhất gặp Valladolid,
Lewandowski tiếp tục tỏa sáng với một pha lập công mang đậm dấu ấn của một sát thủ vòng cấm. Đường chuyền sắc như dao cạo của Zaman chỉ là một phần của bàn thắng, bởi không phải tiền đạo nào cũng có thể xử lý bóng tinh tế và dứt điểm quyết đoán như Lewandowski. Với bàn thắng này, Lewandowski đã san bằng thành tích mà chỉ có Lionel Messi từng đạt được, ghi 4 bàn trong 4 trận đầu tiên của mùa giải La Liga, một thành tích từng làm nên tên tuổi của Messi vào mùa 2018-2019. Giữa bối cảnh các ngôi sao mới như Kylian Mbappe đang được kỳ vọng tỏa sáng, Lewandowski đã chứng tỏ rằng mình vẫn là một trong những tiền đạo đáng gờm nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Quan trọng hơn, Hansi Flick với sự hiểu biết sâu sắc về Lewandowski đã tận dụng tối đa khả năng của tiền đạo này để tạo ra một hệ thống tấn công hiệu quả tại Barca. Những cầu thủ trẻ như Jamal, Petri và Dani Olmo có thể thỏa sức sáng tạo vì họ biết rằng Lewandowski luôn hiện diện phía trước, kéo theo sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương. Không có Lewandowski, Barca chắc chắn sẽ phải đầu tư vào một tiền đạo cắm khác, điều không dễ dàng trong bối cảnh thị trường hiện tại. Với những cầu thủ như Victor Osimhen đang bị ngáo giá đến mức khó tin. Thêm vào đó, ngân sách hạn hẹp của Barcelona khiến việc giữ chân Lewandowski trở thành một món hời không thể tốt hơn, đặc biệt nếu anh tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt như thế này. Mason Greenwood đã có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn tại Ligue 1 khi anh tiếp tục tỏa sáng cho màu áo Marseille. Cầu thủ 22 tuổi từng là ngôi sao triển vọng của Manchester United đã phải đối mặt với nhiều sóng gió trong sự nghiệp, nhưng mà hiện tại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto De Zerbi, Greenwood đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao. Trong trận đấu với Toulouse, Greenwood ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút, giúp Marseille giành chiến thắng 3-1 và leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Những bàn thắng này không chỉ cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén của Greenwood mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành trong lối chơi của anh dưới sự dẫn dắt của De Zerbi. Từ khi gia nhập Marseille, Greenwood đã ghi 5 bàn thắng trong 3 trận đấu, một hiệu suất ấn tượng cho thấy tiềm năng của anh vẫn còn rất lớn. Roberto De Zerbi, người đã tiếp nhận vị trí huấn luyện viên tại Marseille vào đầu mùa giải này, được biết đến với khả năng phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng đội hình dựa trên lối chơi tấn công sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của De Zerbi, Greenwood không chỉ được trao cơ hội để phát huy hết khả năng của mình, mà còn nhận được sự chỉ bảo kỹ lưỡng về chiến thuật và tinh thần thi đấu. Đây là một phần quan trọng trong việc giúp Greenwood vượt qua những khó khăn cá nhân và tập trung vào việc cống hiến trên sân cỏ. Trước đây, Greenwood đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi bị đình chỉ tại Manchester United sau những cáo buộc nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi các cáo buộc này được bãi bỏ, anh đã chuyển sang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho Getafe trong mùa giải trước, nơi mà anh đã dần lấy lại phong độ. Việc chuyển đến Marseille và được làm việc cùng De Zerbi có thể coi là một bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của Greenwood, giúp anh tái khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá. Trong trận đấu với Toulouse, sự kết hợp giữa Greenwood và đồng đội Luis Henrique đã tạo ra những pha tấn công sắc bén. Henrique là người kiến tạo cả 2 bàn thắng của Greenwood, cho thấy sự hòa hợp và ăn ý giữa các cầu thủ trong đội hình của Marseille. Mặc dù Toulouse bị giảm quân số từ phút 27 sau khi Frank McGree nhận thẻ đỏ, Marseille vẫn thể hiện sự vượt trội và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Mặc dù vậy, De Zerbi vẫn tỏ ra không hài lòng khi đội bóng của ông để thủng lưới ở những phút cuối trận. Điều này cho thấy tiêu chuẩn cao mà ông đặt ra cho đội bóng của mình. Với chiến thắng này, Marseille vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 bằng điểm với Nantes, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Đội bóng thành phố cảng đang có một khởi đầu mạnh mẽ và Greenwood có vẻ như đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp của mình, dưới bàn tay dẫn dắt của một trong những huấn luyện viên có tầm nhìn và chiến thuật xuất sắc như De Zerbi. Nhìn về tương lai, nếu Greenwood tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại và được tiếp tục dẫn dắt bởi De Zerbi, anh hoàn toàn có thể phát tiết và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu không chỉ tại Ligue 1 mà còn ở cả châu Âu. Với sự kiên định và quyết tâm, Greenwood đang trên đường khôi phục lại sự nghiệp rực rỡ mà anh từng hứa hẹn khi còn ở Manchester United. Và điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân anh mà còn có thể giúp Marseille chinh phục những đỉnh cao mới trong mùa giải. Phong độ ấn tượng này không chỉ khẳng định tài năng của Greenwood mà còn mang lại cho anh sự yêu mến từ người hâm mộ Marseille. Bất chấp những tranh cãi xung quanh việc chiêu mộ anh từ hồi hè, từ việc bị nhiều người chỉ trích, kể cả từ phía cổ động viên lẫn thị trưởng thành phố Marseille, Greenwood đã dần dần chinh phục lòng tin của họ bằng những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ. Chiếc áo số 10 của anh hiện cũng là món hàng bán chạy nhất trong số các cầu thủ của Marseille, minh chứng cho sự ủng hộ ngày càng tăng từ phía người hâm mộ. Cuộc đua giành chiếc giày vàng chắc chắn sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với sự tham gia của Haaland, Lewandowski và Greenwood. Sự cạnh tranh giữa họ không chỉ là về số bàn thắng, mà còn về cách mỗi người truyền cảm hứng và tạo dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Haaland đang thách thức mọi giới hạn với tốc độ và sức mạnh vượt trội. Lewandowski, với kinh nghiệm và khả năng ghi bàn đa dạng, vẫn là một biểu tượng của sự bền bỉ và đẳng cấp. Còn Greenwood, sau những biến cố trong sự nghiệp, đang viết lên một chương mới đầy mạnh mẽ. Ai trong số họ sẽ đăng quang? Sự tỏa sáng của mỗi người sẽ không chỉ làm đắm lòng người hâm mộ, mà còn định hình lên câu chuyện bóng đá mùa giải này. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người nắm giữ chiếc giày vàng danh giá và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đỉnh cao của bóng đá châu Âu.